vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, Quảng Bình là nơi chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa độc đáo của dân tộc và cũng là vùng đất đã trải qua nhiều biến động thăng trầm trong lịch sử. Gần đây, dư luận vô cùng xôn xao trước những dị tượng kỳ quái liên tiếp xảy ra ngay tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã đoạt mạng vô số người dân. Đáng nói, mỗi khu vực, tấc đất của xã Trời Hành này đều tiềm ẩn nguy cơ án mạng do những hiện tượng bất thường gây ra, khiến những người còn sống không khỏi hoang mang, lo sợ. Rốt cuộc, những hiện tượng kỳ bí liên tiếp xảy ra tại xã Trời Hành là gì? Liệu rằng đây có phải là tín hiệu của thần linh dự báo hung hiểm, họa tai sắp tới với những người con Quảng Bình nói riêng và người Việt Nam nói chung? Tất cả sẽ được giải mã trong video ngày hôm nay của Việt Sử Toàn Thư. Trước khi đến với nội dung chính, quý vị đừng quên ấn like, share video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Việt Nam trải qua một năm 2020-2021 thiên tai khốc liệt, dị thường nhất trong hai thập niên, với bão dồn dập, đỉnh lũ lịch sử liên tiếp thiết lập, hạn mặn nghiêm trọng chưa từng có, sạt lở quy mô lớn. Đặc biệt, đồng bào ta luôn hướng về bà con các tỉnh miền Trung, nên luôn gánh chịu những thiệt hại nặng nề cả về vật chất và tinh thần do thiên tai dị tượng gây nên. Không nằm ngoài vòng xoáy thiên tai khốc liệt của miền Trung, năm qua, Quảng Bình đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 11 cơn bão, áp thấp, mưa lũ, trong đó có những đợt lũ vượt qua cột mốc lịch sử. Tuy nhiên, bên cạnh những thiên tai gây ảnh hưởng nặng nề đó, gần đây dư luận lại vô cùng xôn xao khi một xã nhỏ thuộc tỉnh Quảng Bình liên tiếp gặp dị tượng vô cùng kỳ quái, khó lý giải, cướp đi mạng sống của rất nhiều người. Nhẹ thì cây cối trong vườn bị cháy khô, nặng thì người chết thui đen. Đặc biệt phải kể đến cái chết kinh hoàng của ông Sơn, người dân trong vùng. Người trong xã kể lại, thời điểm ông Sơn gặp nạn, sét đánh rất kỳ lạ. Nó càn quét như B-52 truy kích. Sét càn qua càn lại, trắng dài từng chùm kinh hãi trên cánh đồng chừng vài hecta. Ông Sơn bị đánh trực diện nên chết ngay tại chỗ. Một người đi cùng ông Sơn cũng bị sét đánh trúng hất tung ra xa vài mét. Con bò bị cháy đen. Tại khu vực Trời Hành, đất, cỏ bị bới tung tạo thành hố sâu hoắm. Thông thường, hiện tượng sét lạ ở Hiền Ninh oanh tạc vào thời điểm giông tố, trời mưa. Nhưng cũng có khi trời quang mây tạnh, sét cũng bỗng nhiên kéo đến. Rốt cuộc, thực hư những hiện tượng kỳ quái xảy ra tại xã Hiền Ninh, Quảng Bình là gì? Còn bí mật nào phía sau chưa được tiết lộ? Về Quảng Bình, nhắc đến Hiền Ninh, ai cũng gọi cái tên ngày đã thấy ớn lạnh là xã Trời Hành. Đã có bao nhiêu câu chuyện bị đát diễn ra ở ngôi làng nổi tiếng Trời Hành này. Nhưng đến tận bây giờ, người dân vẫn chưa biết rõ vì sao làng nghèo của mình lại hay bị thần sét ghé thăm như vậy. Men theo đường mòn Hồ Chí Minh, qua cầu Long Đại lịch sử, đến thăm xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, một xã nghèo nổi tiếng, phải hứng chịu những cơn thịnh nộ của thần sét. Vì quá quen thuộc với những chuyện thần sét thường xuyên ghé thăm, nên nếu hỏi, người dân nào cũng trả lời vanh vách. Cứ đến mùa mưa là sấm sét lại ghé thăm làng chúng tôi. Ban đầu mỗi lần có mưa rông, sấm sét, người dân chúng tôi vẫn thản nhiên làm ruộng. Tuy nhiên, từ khi làng có người bị sét đánh chết, thì người dân chúng tôi ai cũng sợ hãi, lo thu dọn để chạy về nhà sớm mỗi khi cơn giông đến. Vì thần sét thường xuyên ghé thăm, nên người dân ở đây không còn lạ lẫm gì với chuyện tivi, các thiết bị điện tử trong gia đình hay cây cối bị sét đánh tơi tả. Thậm chí ngay cả con người và gia súc lớn cũng bị thần sét đánh chết. Đằng sau những trận sét kinh hãi, tất thảy đồ điện, vật dụng đội nón ra đi, tổn thất hàng trăm triệu đồng. Thông thường, sét ở Hiền Ninh oanh tạc vào thời điểm giông tố, trời mưa. Nhưng cũng có khi trời quang mây tạnh, sét cũng bỗng nhiên kéo đến. Không chỉ dừng lại ở những trận sét đánh đồ đạc, vật nuôi, tình hình trở nên nghiêm trọng khi thiên lôi truy sát, làm nhiều người thiệt mạng. Những cái chết thương tâm do sét đánh khiến người dân một thời kiên cường trong chiến tranh phải luôn sống trong sợ hãi. Ông Nguyễn Đức Hà, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Hiền Ninh cho biết, chuyện truy sát người dân địa phương như cơm bữa là sự thật. Thậm chí mỗi ngày, địa bàn Hiền Ninh bị hành đến hàng chục trận sét với những âm thanh chúa chát lúc giông tố. Theo thống kê của ông Hòa, tại Hiền Ninh có đến hàng ngàn địa điểm bị sét đánh. Nhìn chung, mỗi khu vực, tất đất đều ẩn họa nguy cơ án mạng do thiên lôi gây ra. Có người trên đường đi làm bị sét đánh trúng chết ngay tại chỗ, có người đang gặt lúa cũng tử nạn. Thậm chí, dân nghèo Hiền Ninh đi chăn bò cũng không thoát khỏi án tử mà thiên lôi sang ra trên cánh đồng chết. Bà Hạnh, một nông dân làng Đồng Tư, xã Hiền Ninh phân trần.
chúng tôi phải tranh thủ làm vào buổi trưa, chứ chiều đến sợ mưa dông, sét đánh lắm. Bà Hạnh kể rằng làng Đồng Tư từ trước đến nay đã không biết bao nhiêu người bị sét đánh thương vong khi đang làm việc trên đồng. Thoáng buồn, bà Hạnh nhớ lại cái chết bi thảm của một người trong làng cách đây khoảng 20 năm. Vào một đêm mưa giữa năm 1990, một người đàn ông 37 tuổi đi bắt cá trên một cánh đồng gần làng thì gặp họa. Khi đó khoảng 21 giờ, ông ấy đang bắt cá thì mưa lớn kéo về kèm theo sấm chớp rợp trời. Một tia sét đánh xẹt qua cánh đồng, ông ấy bị cháy xém, chết ngay tại chỗ và được một người bắt cá gần đó phát hiện đưa về nhà mai táng. Đau lòng hơn khi sự ra đi của ông khiến cho gia đình rơi vào hoàn cảnh bì đát, hai đứa con mồ côi, nghèo khó chồng chất. Năm 1992, một nam sinh mới 16 tuổi ở làng Đồng Tư bị sét đánh chết khi đang làm đồng. Ông Nguyễn Đức Hòa, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Hiền Ninh kể. Sau một vụ sấm chớp kèm theo sét đi qua, nhiều cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Hiền Ninh chạy ra đồng thì thấy cậu bé chết trong tư thế co quắp, cháy xém, trông rất tội nghiệp. Đặc biệt, nạn nhân nói trên bị giáng họa lúc trời trong veo, không có dấu hiệu của sét nên cái chết tức thời của nạn nhân khiến cho bà con thất thần, lo lắng. Kinh hoàng nhất là vụ sét đánh vào tháng 3 năm 2011 khi anh Trần Xuân Sơn, chú tại thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, đang kéo xe ở ruộng thì bị sét đánh chết tại chỗ. Cái chết của anh Sơn mỗi lần nhắc lại, người dân thôn Long Đại vẫn không giấu được cảm giác sợ hãi. Theo người dân kể lại, vào một buổi chiều năm 2011, anh Sơn cầm dây điều khiển xe bò trên cánh đồng của thôn. Lúc ấy, bất ngờ cơn dông bùa tới, sấm chớp sáng rực trời. Giữa lúc đó, một tia sét trên trời đánh trúng người anh Sơn, khiến anh ngã xuống đất, chết tại chỗ. Người trong xã kể lại, thời điểm ông Sơn gặp nạn, sét đánh rất kỳ lạ. Nó càn quét thì B-52, truy kích. Tại địa điểm đó, sét đánh như bùa lưới. Sét càn qua càn lại trắng dài từng chùm kinh hãi trên cánh đồng chừng vài hecta. Một số mồ đất thấp trũng trên đồng, sét trắng cả một vùng, bầu trời đen kịt. Hàng chục người đang làm đồng chạy tán loạn. Con bò bên cạnh anh Sơn cũng bị sét đánh cho đen nhèm, nằm lăn quay tại chỗ giữa ruộng. Người chú ruột của anh Sơn đang ngồi trên thành xe bò cũng bị sét đánh văng xuống đất nhưng may mắn thoát chết. Tại khu vực trời hành, đất, cỏ bị bới tung tạo thành hố sâu hoắm. Nỗi đau về sự ra đi của anh Sơn chưa nguôi ngoai thì người nhà lại lo sợ việc kẻ trộm lấy xác. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, người nhà anh Sơn không mai táng tại nghĩa địa của thôn mà chôn cất anh ngay trong vườn nhà. Từ xa xưa, người ta vẫn truyền tai nhau câu chuyện ly kỳ về những người bị sét đánh chết. Theo câu chuyện này, những người hành nghề ăn trộm chỉ cần chặt cánh tay hay đầu của người bị sét đánh, sau đó đặt trên bàn thờ, cánh tay hay đầu của người đó quay về hướng nào thì tiến hành ăn trộm về hướng đó. Bằng cách này, những tên ăn trộm có thể ngang nhiên hành nghề mà không sợ bị phát hiện, một người dân kể. Thậm chí, nhiều người còn truyền tụng nhau câu chuyện kinh dị hơn. Răng của người chết bị sét đánh bỏ lên giang vàng hạ thổ, sau đó tán nhỏ sẽ giúp người uống chữa được bách bệnh. Vì sợ những tin đồn đó, việc chôn cất anh phải diễn ra hết sức cẩn thận. Người ta đào môn mộ thật sâu rồi lát xi măng xung quanh mộ. Sau khi chôn cất anh xong xuôi, những người thân trong gia đình phải thay nhau đến cảnh giữ ngôi mộ trong vườn nhà để tránh bị kẻ trộm đào xác. Vài năm sau, người nhà mới tiến hành xây ngôi mộ kiên cố. Suốt 12 tháng ròng rã mỗi năm, người dân tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình bị sét uy hiếp. Hậu quả, hàng chục người thương vong mỗi năm. Bên cạnh đó, cũng có người thoát bàn tay tử thần. Những người bị thần sét giáp mặt nhưng may mắn thoát chết đó đều bị ám ảnh và sống trong sợ hãi. Thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh là nơi có câu chuyện nổi tiếng về người đàn ông bị sét đánh không chết tên Hoàng Văn Thuyết, sinh năm 1956. Mặc dù câu chuyện hy hữu của ông xảy ra đã lâu, nhưng khi kể lại, ông Thuyết vẫn không giấu được vẻ bàng hoàng khi nhắc lại câu chuyện sinh tử của mình. Hôm đó, vào khoảng 4 giờ chiều, ông Thuyết cùng bà Võ Thị Sung, vợ ông đang làm cỏ giữa đồng, thì thấy mây đen từ xa đang kéo tới. Trên trời nghe thấy tiếng rung chuyển ầm ầm. Nghĩ rằng trời chưa mưa, vợ chồng ông làm sáng thêm ít nữa để hoàn thành công việc. Ai ngờ lúc đó, trên tay cầm cây liềm đang lúi húi bứt cỏ thì ông thấy một tia sáng chớp nhoáng đánh vào người bất tỉnh. Cú đánh kinh hoàng cuốn ông Thuyết đi chừng 20 mét. Vợ ông cũng bị hất tung lên bầu trời. Quay cuồng trong đau đớn, bà Duy giật mình tìm chồng thì thấy ông Thuyết đang nằm sấp, cằm dính đất, bọt mép sùi lên, người bất động, vội chạy đi tìm người tới cứu. Thấy ông ấy trong tình trạng như vậy, mọi người nói ông ấy chết rồi, gọi người đến khiêng xác về. Cũng may hôm đó, có một người đàn ông địa phương tên là Duy đã từng cứu thành công một người bị sét đánh ở làng, kịp thời có mặt.
Ông Duy cởi hết quần áo của ông Thuyết, lấy đất đắp lên người. Khoảng 15 phút sau thì ông Thuyết bắt đầu toát mồ hôi, miệng kêu đau. Thấy vậy, mọi người vui mừng khôn xiết, vội đưa ông đến bệnh viện Việt Nam Cuba cấp cứu. Sau 12 ngày điều trị tích cực, ông Thuyết được bác sĩ cho về nhà. Sau lần bị sét đánh ấy, ông Thuyết vẫn giữ lại bộ quần áo bị sét đánh tơi tả làm vật kỷ niệm về lần suýt chết của mình. Bà Dung chia sẻ, ngày đó câu chuyện ông Thuyết bị sét đánh khiến cả làng vô cùng sợ hãi. Bởi anh Sơn bên thôn Long Đại bị sét đánh chết thì đúng một tháng sau, ông Thuyết cũng bị sét đánh lại. Vì vậy đi đâu, làm gì, người ta cũng bàn nhau tới chuyện sấm sét và cách phòng tránh bị sét đánh. Trong câu chuyện của mình, ông Thuyết nửa đùa nửa thật chia sẻ cách phòng tránh sấm sét từ kinh nghiệm xương máu của mình. Khi thấy trời nổi cơn giông, mọi người phải tìm cách chạy vào nhà ẩn nấp. Nếu đi qua chỗ đất có bốc lên hơi nóng thì mình nên tránh đi vì sét hay đánh vào những chỗ đó. Đặc biệt là không nên mang trên người những vật làm từ kim loại. Bước sang tuổi xế chiều, ông Thuyết bắt đầu cảm nhận những cơn đau ê ẩm do di chứng từ lần bị sét đánh mang lại. Tuy nhiên nghĩ đến cuộc sống của mình hôm nay, ông vẫn vui vẻ và lạc quan vì mình là một trong những người hy hữu may mắn thoát chết từ chính lưỡi hái của tử thần. Chuyện xã nghèo hiền ninh liên tục phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thần sét cứ thế diễn ra từ năm này qua năm khác. Và cho đến tận bây giờ, ngọn ngành và nguyên nhân của nó vẫn là câu hỏi lớn. Các nhà nghiên cứu đã lý giải về hiện tượng này như thế nào? Liệu những phỏng đoán của người dân cho rằng phía dưới có mỏ kim loại đúng hay không? Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh cho hay, nguyên nhân có thể do chân mây ở xã này thấp vì điều kiện địa lý, khí hậu, địa chất ở đó tạo nên. Nhiều ý kiến cho rằng sét đánh do dưới đó có mỏ kim loại. Tuy nhiên, nếu như dưới lòng đất của xã này có mỏ kim loại thì dòng sét đánh xuống sẽ nhỏ, chứ không lớn như thực tế. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh phân tích, Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Bình, huyện Quảng Ninh tiến hành xác định vị trí, khảo sát địa chất, tìm hiểu thông tin xung quanh việc hàng ngàn hộ dân ở địa phương bị sét truy sát mỗi năm. Theo đó, đoàn kiểm tra cơ bản xác định hiện tượng sét đánh xảy ra bất thường tại xã Hiền Ninh là do địa hình địa chất ở xã Hiền Ninh khá phức tạp. Khu vực sét đánh nằm gần chân núi Trường Sơn. Việc làm này của các cơ quan chức năng khiến người dân xã Hiền Ninh rất vui mừng. Ông Nguyễn Đức Hòa, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã xúc động cho biết, đó là một tín hiệu đáng mừng cho bà con chúng tôi. Theo thống kê, hàng năm trên thế giới có khoảng 5.000 người bị sét đánh. Và một thời điểm bất kỳ trên trái đất có khoảng 2.000 cơn giông đang hoạt động. Một cơn giông bình thường kéo dài 4 tiếng có thể có 10.000 cú phóng điện, trong đó có 1.000 đến 2.000 cú phóng xuống đất. Ở Việt Nam cũng có một số khu vực có chịu nhiều sét, khoảng 2 triệu cú đánh trong một năm, như xã Cổ Dũng, Hải Dương, Sơn Lộc, Hà Tĩnh, đồng bằng sông Cửu Long, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Trong khi ở Hà Nội, trung bình có khoảng 10 cú sét đánh trong một năm trên 1 km2. Một số cao niên trong làng cho hay, những vị trí sét đánh thường ở ngoài đồng, tập trung tại khu vực có nhiều hố bom nên càng nguy hiểm hơn. Việc thần sét thường xuyên nổi giận với vùng quê Hiền Ninh, phía chính quyền xã có những cảnh báo dấu hiệu có nguy cơ bị sét đánh. Đồng thời, cán bộ y tế, địa phương cũng được tập huấn, hướng dẫn bà con cách phòng tránh và sơ cứu khi bị trời hành. Trước mắt, trong lúc tiếp tục theo dõi diễn biến và tác động của sét tại xã Hiền Ninh, phía cơ quan chức năng khuyến cáo bà con nên nâng cao ý thức phòng chống sét, hạn chế ra đồng vào thời điểm trời mưa. Đồng thời, đơn vị cũng đề nghị tiến hành lắp đặt hệ thống cột thu lôi để chống sét. Suốt thời gian qua, người dân tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình bị sét càn quét. Đằng sau những trận sét kinh hãi, tất thảy đồ điện, vật dụng đội nón ra đi, tổn thất hàng trăm triệu đồng. Hậu quả, hàng chục người bị thương và đồng thời cũng cướp đi mạng sống của rất nhiều người dân mỗi năm. Có người trên đường đi làm, sét đánh chúng chết ngay tại chỗ. Có người đang gặt lúa cũng tử nạn. Thậm chí, người dân nghèo Hiền Ninh đi chăn bò cũng không thoát khỏi án tử mà thiên lôi giăng ra trên cánh đồng chết. Đằng sau những cái chết tức tuổi ấy, người Hiền Ninh vẫn mơ ước đuổi sét ra khỏi xứ sở để yên tâm sinh sống. Viết sử toàn thư, biết sử thêm yêu nước.